rời nắng. Nhưng mà tại sao cái miến nó đen cơ mà? Không, cái miến nó đen. Chứ còn cả cái huyện Lục Ngạn này không ai làm được miến. Chỉ có từ cấy ớt. Người ta cho vào mấy trăm lít nước mà thì là mục đích là hay sử dụng hóa đơn quay đầu à? Vào người ta rửa một chút thôi. Mình dùng hóa đơn này không? À đúng chuẩn nó không. Có cái thùng nữa thôi anh ạ. Có cái thùng kia. Nước phải là mới đây thì mới thuê được cái nhà của người ta thì mình cũng mới sống xong cái thùng này thôi, bán xong cái thùng này còn nhiều tháng nữa xong. Bây giờ chỉ còn cách là gạo thì là chỉ cho một cái chén để thắp hương nước thôi, chén thắp hương đấy. Là... thì cái bột nó không bị thiêu thối, chứ còn nếu mà cái chưa này ngược lên nó đỡ mùi để nó không đấy. Vậy là kiểm hàng đấy. Ừ, đang kiểm hàng đâu. Cái thùng xếp này, cái này 50 cân nhưng mà đây có 40 cân làm sao mà không hết, cho